Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng nè. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một tập Minecraft tiếp theo của Thắng nha. Thì ở cái video trước Thắng đã tìm thấy một cái ngôi làng mới. Nhưng mà cái ngôi làng này nó rất là nghèo. Nghèo cực kỳ luôn, nghèo dã man, nghèo kinh khủng luôn, nghèo rất mồng tơi luôn. Nhưng mà nghèo như thế lại còn bị cái bọn cướp nó đến cướp nữa chứ. Cho nên hôm nay Thắng sẽ giúp cho cái dân làng này giàu hơn. À không, giàu hơn thì nghe nó pro quá. Nên là Thắng sẽ chỉ giúp dân làng này khá giá hơn thôi. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì nhớ là cho Thắng một like và một đăng ký kênh để Thắng có thật nhiều động lực dành video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Vâng, để mà giúp cho dân làng giàu hơn ý, thì chỉ có một cách duy nhất là tạo ra thật nhiều ruộng cho dân làng để dân làng làm đấy. Có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có bốc phân mà ăn thôi. Bây giờ thì mình giúp cái ông dân làng này thu hoạch lúa này. Ông ta cứ đi loanh qua loanh quanh mấy hôm rồi mà chưa thu hoạch được hết cái chỗ lúa này. Thảo nào, dân làng ở đây nghèo là phái. Ui, mình có cái cây liều kim cương này. Ơ, mình có chế tạo nó bao giờ đâu nhỉ? À, hình như là cái hôm qua ấy, mình oánh cái bọn cướp dân làng thế nào, chắc là bọn nó rơi ra cái rìu kim cương là sao ấy. Mình tiêu diệt cái tên cầm đầu ấy. Bây giờ mình sẽ dùng cái rìu này, mình đi chặt gỗ này để mình mở rộng ruộng cho cái ông dân làng kia. Chỉ có cách đó thì dân làng mới khá giả lên được thôi. Ui, cái cây rìu này, trời ơi, chỉ cần chặt gỗ không phải mấy giây thôi là đã có gỗ rồi. Nhanh dã man luôn. Ui, thấy chưa. Sợ thật, nhanh thật, đúng là kim cương có khác. Bây giờ mình sẽ vào cái chỗ cỏ này để mình tìm kiếm hạt giống lúa mì. Có bao nhiêu là cỏ luôn. Thế mà mấy cái ông dân làng này lười, không chịu làm, nghèo là phải. Mình sẽ chỉ giúp một lần thôi, mình sẽ không giúp lần hai đâu. Bao nhiêu là cỏ luôn này. Mình sẽ san bằng chỗ này để mình lấy cái mặt bằng mình làm ruộng, mình mở rộng ruộng ra đây. Phá cái chỗ này đi. Cái ruộng này là ruộng cũ của ông kia đấy. Mình sẽ phá đi. Mình mở rộng thêm các bạn. Đó. Đó. Xong rồi nha. Bây giờ chỉ cần đi lấy nước để đổ vào đây thôi. Đây, mình có sẵn nước rồi này. Nhưng mà mình nghĩ đấy, đúng rồi, một xô thì sẽ không đủ đâu, nên là mình sẽ chạy đi kiếm nước nữa. Những dân làng ở chỗ này không gần nước đâu. Đi xa rồi là sao mới có nước ấy. Mới cả không gần biển cũng khổ nữa. Không như là cái làng của mình này có sẵn một cái con sông chảy qua rồi. Uầy, ở kia có hai con dê. Ấy, hai con cừu. Đây, đổ vào, ok, được rồi đấy, trời. Trời, nó cũng đã tối mất tiêu rồi, đi ngủ thôi. Yes, mình đã xây xong cái ruộng rồi nha. Bây giờ, chỉ còn cái bước cuối là gieo hạt thôi. À, gieo hạt. Lại đọc nhầm chính tả. Thấy chưa, nhanh không nhanh. Mình làm ruộng quen rồi ấy, nên là mấy cái thao tác này mình rất là nhanh luôn. Đó. Hạt giống. Đặt vào đây. Ok. Đặt vào đây. Nhưng mà nước nó vẫn chưa ngấm này. Chắc phải đợi một lúc nữa thì nó mới ngấm. Bên này. Đặt vào đây. Nhưng mà mấy cái ông dân làng trồng ruộng rất hay linh tinh nhá. Trồng mấy cái cây này cứ cắm gieo linh tinh, gieo bừa bãi luôn. Mình sẽ lấy thêm hạt giống. Ok, thì bây giờ mình sẽ giúp cái ngôi nhà này hôm nọ bị cái con creep nó lổ ấy. Bây giờ mình sẽ sửa lại. Thấy chưa? Bây giờ cái ruộng này nó to rồi, nên là có hai người liền, hai người dân làng ra làm liền. Thế này thì mới không lo chết đói chứ. Bây giờ thì mình sẽ giúp dân làng tạo ra ba anh người sắt nữa, để ba cái anh người sắt này bảo vệ dân làng. Đặt vào đây một anh nha. Đây. Đặt vào đây. Mình chỉ tạo ra ba người anh người sắt thôi, bởi vì là mình không có nhiều sắt. Đặt vào đây. Ok. Bí ngô, ba quả bí ngô này. Đặt vào đây. Chưa thành hình đâu là bởi vì mình chưa khắc nha. Bây giờ mình sẽ tạo ra cái kéo sắt để mình khắc những cái quả bí ngô. Đặt xuống đây. Yes. Nhìn này, các bạn nhìn này. Đó, thấy chưa? Một anh người sắt nha. Một anh người sắt đã ra đời. Đây nữa, thêm anh này nữa. Hai anh người sắt. Ba anh người sắt. Ok.
Vậy là dân làng đã có người bảo vệ rồi. Uê, dân làng bắt đầu sinh sôi kìa, có hai đứa trẻ con kìa. À không, hai đứa trẻ trâu. Ruộng thì cũng đã đầy đủ rồi. Ok, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ trở về cái ngôi làng của mình thôi các bạn ơi. Vâng, sau một hồi định vị thì mình đã trở về được cái ngôi làng của mình rồi các bạn ơi. Con cừu của mình đấy. Đây cũng là con gà của mình luôn. Ủa ấy, cái hố bom này to quá, chắc là mấy cái con clip nó gây ra cơ. Uầy, chuồng cừu của mình nè, bọn nó vẫn chưa sinh sôi chật chuồng, chán quá. Tại là vì mình không cho ăn ấy, nên là bọn nó vẫn không sinh sôi. Wow, lúa của mình nè, trời ơi. Việc đầu tiên là mình sẽ thu hoạch lúa xong, tí nữa mình sẽ cho mấy cái con chó này ăn. Wow, phê dã man luôn các bạn ạ. Mình rất thích thu hoạch lúa luôn. Đó. Wow, ra bao nhiêu là hạt giống luôn. Quả này mình giàu rồi, mình có nhiều lúa rồi, mình sẽ chế tạo ra thật là nhiều bánh mì và mình sẽ cho cừu của mình ăn. Nhưng mà dương của mình đầy rồi ấy, bây giờ mình sẽ về mình cất bớt đi. Cất bớt đồ, ngọc lục bảo nè, bao nhiêu là đồ xịn luôn. Quả táo này cất đi, đến nữa mình sẽ chế tạo ra cái quả táo vàng. Gieo hạt, thấy chưa, làm phê lắm các bạn ạ. Phê ơi là phê luôn, gieo bừa mà nó vẫn ra luôn, bao nhiêu hạt giống luôn này. Vào đây, cắm xuống đây. Được cái lúa mì không phải cấy như là ở nhà mình phải cấy lúa. Wow, bao nhiêu luôn. Đây này, trời nó tối mất tiêu rồi các bạn ạ. Đó, quài ôi, các bạn nhìn thấy phê không? Mỗi tội là hơi tối, mình lười cắm đuốc lắm. Đó. Ô, có con gà con này, mình sẽ cho nó ăn này. Bởi vì mình có rất là nhiều hạt giống luôn. Con gà con này nó rất là ngoan nha, nó không mổ mấy cái hạt giống mà mình chưa nhặt đâu. Nó chỉ mổ trên tay của mình thôi, mình cho ăn. Ê, cho ăn bao nhiêu rồi mà nó chẳng lớn gì. Ăn hơn chục hạt rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó đi mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thịt này, mình cho con chó của mình ăn. Ngồi xuống. Cho ăn là phải cho ngồi xuống luôn. Đây, ăn đi, ngồi xuống. Đây là bé sói của tháng. Ăn đi, ngồi xuống. Đây nữa, ăn đi, ngồi xuống. Ăn đi, ngồi xuống. Ăn đi, ngồi xuống. Đó. Nhiều chó quá cũng khổ các bạn ạ. Đây còn một con nữa này. Hai con. Kia nữa kìa. Đầu kia nữa kìa. Quả thì có nhiều chó không? Nhiều dã man luôn. Mấy ngày rồi mình chưa cho bọn nó ăn, chắc là bọn nó đói lắm này. Thế cho nó ăn nó còn đi bơi chứ. Con mèo này, tí nữa mình sẽ đi lấy cá mình cho nó ăn sau. Ăn đi. Đó. Hết rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống cái hồ này, mình tìm cá, mình cho con mèo của mình ăn. Mà cái con mèo đen của mình ấy, cái bé mèo của mình ấy, mình vẫn chưa tìm thấy. Không biết cái hồ này còn cá không ta. Tại vì là mình suốt ngày mình nhảy xuống đây, mình bắt cá cho mèo ăn. Đây còn hai con này. Ủa, mày bay nhanh, mày bơi nhanh thế. Mày ở đây. Xong hai con. Đây. Ơ, sao nhặt được mỗi một con cá này. Thôi kệ đi, một con là đủ rồi. Đây, anh có cá cho mày ăn rồi. Ăn đi. Ô sờ kê ngay, bây giờ mình sẽ trở về nhà đây. Lúa mì, bao nhiêu là lúa mì luôn. À đúng rồi, mình sẽ cho những cái đàn cừu của mình nó sinh sôi. Đấy, sao tự nhiên có con lợn nó lạc vào đây này. Ăn đi. Đông quá nên là mình không biết cho con nào ăn rồi hay là con nào chưa ăn, mình cứ ấn bừa thôi. Cả chúng nó tự sinh, là còn có dân làng chui vào đây chứ. Không hiểu tại sao còn chui vào đây. Chuồng này là chuồng cừu mà, chứ không phải là chuồng nuôi dân làng đâu. Ô, ê, đây là béo mèo của mình mà. Ôi trời ơi, thì ra là nó bị nhốt ở trong này. Với cả lần trước là nhiều cừu quá nên là mình không nhìn thấy. Bây giờ ít cừu là mình nhìn thấy rồi. Mình nhìn thấy bé mèo rồi. Ôi ôi, hóa ra là mình không bị lạc mất bé mèo. Bé mèo vẫn ở gần mình, chẳng qua là mình không biết thôi. Mày ngồi lên. Ủa.
Thôi xong rồi, tiên sư cái con clip kia chứ. Thôi chết rồi, đàn kiều của mình, Lúa đâu? Lúa đây, chúng mày vào đây. Bắt đây. Trời ơi, tiên sư cái con clip kia chứ. Nó làm lỗ một phát thế nào, hỏng chuồng kiều của mình. May quá, bé mèo của mình không bị chết đấy. Ôi, như thế này cũng không được, mình phải đi sửa chuồng mới được bạn ơi. Phải đi về nhà, về nhà làm cái hàng rào mới được. Trời ơi, anh người sắt kìa. Ok, sau một hồi thì cũng đã sửa xong cái chuồng kiều rồi. Bây giờ lại phải đi lùa mấy cái con kiều của mình về này, nếu không là bọn nó sẽ đi mất. Chán thật đấy. Tiền sư cái con clip đấy chứ. Đang chuẩn bị đón bé mèo về nhà là bùm một phát thế là toang rồi ông giáo ạ. Rồi, hôm nào mình sẽ giết hết cái bọn clip ở trong Minecraft này cho nó không thể lổ được nữa. Mà có con mèo nó gần đấy thế mà con clip nó vẫn dám ra đấy nó lổ nhở. Dã man thật, lì thật, bố láo. Ôi, chúng mày vào đây, chúng mày đừng có đi đâu nữa. Vào đây, đúng rồi, vào đây. Nhìn anh này, nhìn vào anh như này đó. Nhìn vào anh như này, nhìn tay anh cầm lúa này. Đi theo anh thì mới có ăn. Chúng mày mà đi ra kia là chúng mày không có cái gì ăn đâu. Kiều bảy màu của nhà mình. Nhanh lên, tao mệt lắm rồi. Đông quá nên là cái bọn đứng sau nó cũng không nhìn thấy tay mình cầm lúa mì lên là bọn nó đi luôn. Vào đây, nhanh chân lên. Đấy, mấy cái con ở cuối này nó không mà nó chịu đi nhá. Nó ngu lắm, chẳng nhẽ mình lại thịt hết bây giờ. Ui, ông dân làng đi qua cứ nhìn mình. Vào đây. Đông quá mà ơi. Những cái bọn ở cuối là ui, cái ông dân làng kia tự nhiên lại đi qua. Lại mấy con kiều của mình cắn cho phát lại kêu. Rồi nha, chắc là mấy cái con ở cuối kia nó không vào đâu bởi vì là nó không nhìn thấy mình ấy, nhiều quá. Thôi, bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài, còn những cái con nào mà không vào thì mình sẽ giết lấy thịt thôi, chứ tầm này lông kiều không cần. Được rồi, bốn tên ở ngoài này, mày này. À, mày tưởng mày xuống đây mà mày trốn được tao á. Mày này, con kiều màu vàng này, à, con kiều màu lâu này. Xong rồi các bạn ơi, mình vừa mới đi mò con cá để cho cái con bé mèo đen nó ăn. Mà bây giờ mình mới phát hiện ra nha, mình bị mất cái con ngựa màu đen rồi. Mà cái con ngựa đợt trước mình cho nó mặc cái sắt sắt đi. Thôi cãi đi, con mèo nó không đói à? Ngựa thì đầy, lúc nào mình sẽ đi kiếm sau. Con mèo của mình nó không đói này. Thôi mày đi ra ngoài. Ra ngoài nhanh lên, tao quánh mày bây giờ. Nhanh lên, đi ra ngoài. Nhanh lên không là mấy con kiều của tao nó đi ra ngoài hết giờ. Nó không đói các bạn ơi, nó không đói. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đây để cho hai con mèo này nó ngồi với nhau này. Đây này, cho con mèo này đứng dậy đã. Xong bắt đầu mình sẽ lùa ra kia để cho hai con mèo nó ngồi với nhau. Đó, cho bọn nó không bị cô đơn. Mà không biết cho hai con mèo nó ăn cùng một lúc thì có đẻ ra mèo con không nhỉ? Đấy, ơ, đâu rồi? Nó lại mất tích đi đâu rồi? À đây, mày, dọa tao à? Nhoang cái mà mày đã ở đây rồi. Đấy, hai con mèo nó ngồi với nhau thì bây giờ mình sẽ đi ngủ đây. Ok, đó thì hôm nay mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ là giúp cái dân làng mới ở mãi tít đầu kia khá giả thêm đấy, có nhiều dụng để làm đấy, có làm thì mới có ăn. Yes, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình nha, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.